Cô Cành chào tất cả các bạn đang dõi theo kênh Trị liệu tâm trí và cân bằng năng lượng. Cô Cành cầu chúc mọi phước lành đến với tất cả chúng ta. Trong chủ đề của video lần này, cô Cành chia sẻ về chủ đề tận dụng sức mạnh của vũ trụ để có được điều bạn mong muốn. Khi chúng ta nâng cao rung động của mình, có nghĩa là chuyển từ năng lượng tiêu cực sang tích cực, rung động thấp sang rung động cao, chúng ta đang đồng nhất với nguồn năng lượng dồi dào trong vũ trụ này. Chuyển đổi năng lượng và nâng cao tần số của chúng ta là một phần quan trọng trong quá trình tiến hóa của chúng ta. Có rất nhiều phương pháp tốt để giảm bớt quá trình biến đổi và trở lại trạng thái cân bằng bên trong. Quá trình này giống như một chương trình đào tạo để ghi nhớ bản chất của bạn. Có rất nhiều công cụ hữu ích để làm cho nó trơn tru nhất có thể. Sống trong 5D là sống trong thiên đường trên trái đất. Nó vượt qua bất cứ điều gì chúng ta có thể tưởng tượng khi chúng ta vẫn bị cuốn vào ma trận 3D và những cách thức và phương pháp chúng ta đã học để điều hướng. Toàn bộ quá trình thăng thiên không có ý định khiến chúng ta đau đớn. Đó là một quá trình làm sạch sâu để giải phóng chúng ta khỏi những hệ thống niềm tin cũ, lỗi thời, những ảo tưởng, nỗi sợ hãi và nỗi đau. Nó có nghĩa là để khơi dậy chúng ta, thúc đẩy chúng ta chữa lành. Chúng ta phải trở thành một tinh thần tự do thực sự, con người đích thực thực sự của chúng ta, thể hiện đầy đủ bản chất của chúng ta. Khi chúng ta đang sống hoàn toàn trong 5D, chúng ta đang sống trong một nơi có nội tâm sâu sắc, hòa hợp, hợp nhất, cộng đồng, sáng tạo và tình yêu vô điều kiện. Chúng ta là những người đi trước để cung cấp cho đồng loại của chúng ta một điểm tham chiếu mới. Do đó, mọi thứ không phục vụ chúng ta trong hành trình này đều bị tước bỏ khỏi chúng ta bây giờ. Tất cả những thứ 3D mà chúng ta đã quá quen thuộc và điều đó có thể đau đớn. Tuy nhiên, đây là một số cách để điều hướng hành trình thức tỉnh của chính bạn và tiến về phía trước càng nhanh càng tốt. Bạn luôn luôn di chuyển tiến lên, mặc dù đôi khi có thể cảm thấy như bị quay trở lại con số 0. Thực tế không phải là như vậy. Hãy xem đó là một bước lùi để thích hợp, hiệu chỉnh lại và chuẩn bị cho bước tiến lớn tiếp theo. Bạn sẽ khám phá ra cách duy nhất để tiến nhanh là quay ngược trở lại nguồn gốc của bạn. Và khi bạn đứng trong sự thật của chính mình, đứng trong ánh sáng của chính mình, bạn có thể chuyển đổi độ rung của mình. Từ thấp sang cao, từ tiêu cực sang tích cực, bạn có thể tận dụng sức mạnh của vũ trụ để làm biến đổi cuộc đời bạn, nắm lấy sứ mệnh thiêng liêng của bạn trong cuộc đời này. Và sau đây là những điều bạn có thể lưu tâm. Thứ nhất, hãy biết ơn. Trước hết, hãy nói đi nói lại với bản thân rằng điều này đang xảy ra là có lý do. Hãy phóng chiếu tầm nhìn lớn hơn và bắt đầu bày tỏ lòng biết ơn của bạn đối với mọi thứ xảy ra cho bạn, những điều tốt và những điều có vẻ tổn thương và tồi tệ. Không có gì xảy ra với bạn, mọi thứ xảy ra cho bạn. Hãy đặc biệt biết ơn những người đã làm tổn thương bạn nhiều nhất trên bình diện con người. Họ là những người yêu bạn nhất ở cấp độ tâm hồn. Họ kích hoạt bạn để cho bạn biết bạn vẫn chưa phù hợp với bản chất của mình ở đâu và bạn cần nhìn vào những bóng tối nào của bản thân mình. Họ cho bạn thấy điều gì ngăn cản bạn tự do và niềm vui. Ban đầu, bạn có thể không tin, nhưng hãy cứ tiếp tục. Những người làm bạn tổn thương nhiều nhất ở cấp độ con người là những người yêu bạn nhất ở cấp độ linh hồn. Cần một khoảng thời gian để lập trình lại tiềm thức của chúng ta từ sợ hãi đến yêu thương, từ chế độ nạn nhân sang chế độ quan sát. Một cách hay để chuyển hóa năng lượng là chúng ta có hai nhật ký. Nhật ký đầu tiên đó là nhật ký bản ngã, tần suất thấp, và nhật ký tình yêu tần suất cao. Khi bạn đang bực bội, hãy cho cái tôi của bạn không gian để phán xét, đổ lỗi, chửi bới và trút tất cả sự tức giận ra giấy. Sau khi hoàn tất, hãy hít thở sâu và sau đó đọc lại câu chuyện về bản ngã, về nạn nhân. Tìm những điểm trong câu chuyện mà bạn có thể biết ơn. Tình huống đó cho bạn thấy hoặc dạy bạn điều gì về bản thân mình. Vết thương nào cho thấy bạn cần thay đổi. Sau đó, lấy nhật ký tình yêu của bạn
và viết lại câu chuyện thành một câu chuyện về lòng biết ơn. Sau khi bạn hoàn thành, bạn không muốn đọc lại nội dung tần suất thấp đó. Tất nhiên, bạn có thể đọc lại nhật ký tâm hồn tần suất cao của mình bao nhiêu lần tùy thích. Nó sẽ giúp bạn giữ được cảm xúc cao hơn và nhắc bạn về một góc nhìn khác. Bạn cũng có thể ghi lại mọi thứ mà bạn biết ơn và cảm ơn những người có liên quan, cũng như cảm ơn vũ trụ về những kinh nghiệm và bài học. Đặc biệt là những khoảnh khắc được cho là tồi tệ và những khoảnh khắc đáng để được biết ơn nhất, bởi vì đó là những khoảnh khắc mang tiềm năng phát triển và biến đổi lớn nhất. Hãy coi chúng là những giai đoạn tích hợp hỗn loạn rất cần thiết để đưa bạn lên một cấp độ cao hơn. Một hệ thống chỉ có thể được thay đổi khi nó rơi vào tình trạng hỗn loạn trước. Một cấu trúc cứng nhắc không bao giờ có thể được biến đổi. Bất kỳ bạn nhìn vào vật lý, sinh học hay hóa học, quy luật đó luôn giống nhau. Bằng cách viết lại câu chuyện giận dữ, oán giận và sợ hãi của bản ngã thành một câu chuyện về lòng biết ơn, sự tha thứ, niềm vui và tình yêu, chúng ta đang chuyển đổi tần số thấp thành tần số cao hơn. Điều thứ hai, quan sát bản ngã. Bản ngã của chúng ta nằm chính xác giữa cơ thể tinh thần và cảm xúc và tạo ra rất nhiều hỗn loạn với suy nghĩ và cảm xúc của chúng ta. Nó là một bậc thầy trong việc dẫn dắt tâm trí của chúng ta thoát khỏi bản chất của chúng ta. Và khoảnh khắc bây giờ, phóng những nỗi sợ hãi mà chúng ta đã trải qua trong quá khứ vào tương lai. Chúng ta diễn giải và đánh giá hành động của người khác hoặc của chính chúng ta. Chúng ta đổ lỗi và đánh giá bản thân mình. Chúng ta đổ lỗi và đánh giá người khác. Chúng ta đổ lỗi và phán xét vũ trụ. Bản ngã của chúng ta đã khiến chúng ta bị bao bọc trong những khuôn mẫu sợ hãi đến nỗi chúng ta không thể nhìn thấy bức tranh lớn hơn và tình yêu đang cố gắng tỏa sáng. Chúng ta đã quen với việc xác định những suy nghĩ của mình đến nỗi chúng ta thậm chí không nghĩ đến khả năng những suy nghĩ đó có thể là ảo ảnh. Chúng ta bỏ qua khả năng rằng có thể có một thực tế nằm ngoài khuôn mẫu tư duy có điều kiện của chúng ta. Điều đó cũng xảy ra đối với những người rất tiến bộ về tâm linh. Bản ngã tâm linh rất khó phát hiện và có thể là một khối thực sự lớn trong quá trình tiến hóa của chúng ta, tái tạo các vòng lặp mà chúng ta không nhận thức được. Khi vẫn ở chế độ cái tôi, chúng ta đang đổ lỗi, chúng ta đang phán xét, chúng ta đang đuổi theo, chúng ta đang chiến đấu và chúng ta đang tách mình ra khỏi phần còn lại. Bởi vì chúng ta hành động vì sợ hãi và chúng ta không muốn chấp nhận những khía cạnh của chúng ta mà những người khác phản ánh cho chúng ta. Vì vậy, điều thực sự quan trọng là lập trình lại tâm trí của chúng ta và dạy nó rằng chúng ta không phải là tư tưởng của chúng ta. Để làm được điều này, mỗi khi bạn bị cuốn vào vòng xoáy suy nghĩ, hãy lùi lại một bước và quan sát bản thân mình, quan sát bản ngã của bạn. Hãy yêu nó, cảm ơn nó vì nó chỉ muốn bảo vệ bạn. Nói với nó rằng điều đó là không cần thiết, điều đó giúp xác định với nó và chuyển sang chế độ quan sát. Hãy hỏi bản ngã của bạn hai câu hỏi khi hoảng sợ. Tôi hay ai khác chết vì điều này? Có phải vì điều này mà mặt trời ngừng mọc? Câu trả lời là không. Nói với bản ngã của bạn rằng không cần phải bảo vệ ngay bây giờ vì không có nguy hiểm đến tính mạng, và đưa nó trở lại trạng thái ngủ. Bạn có thể nói điều gì đó như là: thấy không cần thiết phải bảo vệ tôi ngay bây giờ, hãy ngồi lại, thư giãn và nghỉ ngơi dài ngày. Người đã vất vả thời gian dài như vậy thực sự xứng đáng được nghỉ ngơi. Nó sẽ chiến đấu hết mình để giữ vị trí dẫn đầu và khiến mọi nỗi sợ hãi ập đến với bạn. Hãy bình tĩnh, hãy vuốt ve cái tôi của bạn khi nó bộc phát. Nói với nó rằng mọi thứ đều ổn và an toàn. Nói với nó rằng bạn nghe lời khuyên của nó và biết ơn nó, nhưng nó không đủ khả năng để nhìn ra bức tranh toàn cảnh hơn. Hãy nói với nó rằng bạn sẽ làm theo trái tim mình, nhưng điều này không làm thay đổi tình yêu của bạn đối với cái tôi của bạn, và bạn sẽ không bỏ rơi nó mà giúp nó phát triển. Bạn sẽ phải làm điều đó rất thường xuyên trong thời gian đầu, bởi vì bản ngã không muốn mất sức mạnh của nó. Đừng bỏ cuộc, nó sẽ ngày càng ít hung hăng hơn nếu bạn cho nó thấy tình yêu của mình, nói cho nó biết rằng bạn có thể ở bên nhau thêm bao nhiêu nữa.
bằng sự hợp nhất giữa trái tim và khối óc. Nó sẽ bắt đầu tin tưởng trái tim bạn và từng bước sẽ đầu hàng. Một cách tiếp cận rất hữu ích khác là thực hành thiền định. Thiền định có thể rất hữu ích cho bạn. Hãy tích hợp nó như một thói quen hàng ngày và bắt đầu tập sống ngay bây giờ. Bạn sẽ nhận ra nhiều hơn nữa. Tâm trí nhảy từ quá khứ sang tương lai liên tục như thế nào. Học cách quan sát những suy nghĩ này mà không cần giải thích chúng hoặc bám vào chúng. Nói với bản thân rằng, đó chỉ là những suy nghĩ lướt qua. Nó chỉ là năng lượng. Chúng không phải là tôi. Chúng không định nghĩa tôi là ai. Tất cả những gì nó có nghĩa là tìm cách làm thế nào để ở trong ngay bây giờ và trải nghiệm sự hợp nhất và bình an nội tâm trong một vùng không lo lắng. Bạn có thể có cảm giác đó và sự kết nối với ý thức tập thể ở bất cứ đâu. Tìm ra những gì là tốt nhất cho bạn. Đi dạo trong thiên nhiên, đi bộ đường dài, vẽ tranh, chơi nhạc, làm bất cứ điều gì bạn yêu thích. Để đến với ngay bây giờ, hãy tập trung vào các giác quan của bạn. Cảm nhận, ngửi, chạm, nếm, nghe, xem điều gì đang xảy ra trong thời điểm này. Trong những khoảnh khắc này, suy nghĩ không thể tồn tại. Tất cả những gì bạn có thể làm là cảm nhận một khoảnh khắc, không phải suy nghĩ. Một khi bản ngã của bạn đầu hàng, bạn trở thành tinh thần tự do và tâm trí của bạn trở thành một người sáng tạo mạnh mẽ. Suy nghĩ của bạn là cơ sở để biểu hiện. Nếu bạn nghĩ những ý nghĩ sợ hãi, bạn tạo ra một thực tế đáng sợ. Khi suy nghĩ của bạn xuất phát từ nơi yêu thương, bạn ngày càng tạo ra nhiều tình yêu hơn cho bạn và xung quanh bạn. Những điều cô Canh vừa chia sẻ đều có thể hỗ trợ tích cực cho chúng ta để nâng cao độ rung của mình, để tận dụng sức mạnh vô hạn từ vũ trụ. Chúng ta càng nâng cao rung động của mình, chúng ta càng đồng nhất với nguồn năng lượng dồi dào, vô hạn vô biên từ vũ trụ. Từ đó có thể biểu hiện tất cả những ước nguyện của chúng ta trở thành sự thật. Cô Canh khép lại phần 1 của video tại đây. Các bạn có thể dõi theo phần 2 của video. Thông qua chủ đề của video lần này, Quốc Anh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả các bạn nguồn năng lượng tích cực và những thông tin hữu ích. Các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video. Đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Ngoài ra, các bạn có thể kết nối trực tiếp với Quốc Anh qua fanpage và qua Zalo theo số điện thoại Quốc Anh chia sẻ bên dưới mỗi video. Quốc Anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.